nắm khu đô thị Sắp Xây ở huyện Hoài Đức, Hà Nội có gì đặc biệt không? Trước mắt các bạn là khu đô thị đó, chúng ta cùng xem qua một lượt nhé. Đập ngay vào mắt là các tuyến đường khủng đi qua. Chuyển qua hình ảnh thực tế để xem thì tôi thấy ở đây vẫn chưa tiến hành xây nhiều. Nhưng sớm thôi những gì hiện ra sẽ được xây dựng. Yes. Hiện tại vẫn đang là đất trồng lúa là nhiều. Nhưng thực ra đây cũng là cơ hội lớn cho người làm bất động sản. Vì khi xây xong giá khu này chắc chắn tăng mạnh. Mà giờ mua thì chắc chắn rẻ hơn khi nó xây dựng thành công rồi. Bởi vậy ta nói xem quy hoạch trước khi xuống tiền là chẳng bao giờ thứ cả. Nếu mua đất ở đây thì mua chỗ này vì nó sẽ được quy hoạch thành đất ở đô thị bạn có thể ở. Còn mấy miếng cam sẽ được quy hoạch thành các loại đất như giáo dục, công cộng, thương mại. Đây có thể coi là các tiện ích tô điểm sự rực rỡ của miếng đất màu hồng kia. Thực tế khi có càng nhiều tiện ích thì miếng đất của bạn càng có nhiều tiềm năng. Tôi sẽ đo thử xem mấy con đường này rộng bao nhiêu. 46m. Các con đường ở đây tương đối lớn để tôi đo thử tiếp. 59m. Nếu muốn xem quy hoạch bạn có thể tham khảo việc vào ngay ghi lân.vn để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các loại bản đồ quy hoạch trên toàn quốc.